Chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình bình luận thời sự trên channel VNP. Chúng tôi là Phan Thanh Châu và anh Lê Thành Nhân. Xin gửi lời chào thân ái đến quý vị và các bạn. Hôm nay, ngày 1 tháng 8 năm 2021, chúng tôi sẽ trình bày về đề tài Biển Đông để hầu quý vị. Vâng, thưa anh Lê Thành Nhân, như chúng ta biết, Biển Đông là một cái nguồn tài nguyên vô cùng phong phú mà chúng ta đã từng đề cập đến trong nhiều lần trình bày với quý vị và các bạn. Vậy thì trước cái tình trạng mà Trung Cộng đã làm mưa làm gió trên Biển Đông như hiện tại, thì xin anh vui lòng trưng dẫn bằng chứng một cách cụ thể rằng quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa thuộc chủ quyền Việt Nam, để như là một cái giải pháp, một biện pháp mà để chúng ta có thể chứng minh với quốc tế, để qua đó nó mang cái tính thuyết phục rằng Hoàng Sa và Trường Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam. Thưa anh Lê Thành Nhân. Vâng, thưa quý khán thính giả của channel VNP và thưa anh Phan Thanh Châu, sợ gì chúng tôi đưa vấn đề Biển Đông chứ không phải là vấn đề thời sự Biển Đông, mà chúng tôi muốn cống hiến cùng quý vị là một cái loạt vấn đề rất là dài. Chúng tôi có 4 hay là 5 lần nói chuyện như vậy để cho quý vị nhìn thấy được một cái khung cảnh của cái quốc gia, cái vùng biển gọi là vùng tiền rừng bạc biển của Việt Nam đó, hiện nay đang mất vào tay Trung Cộng. Để hỏi đến, để trả lời trực tiếp vào câu hỏi của anh Phan Thanh Châu, thì Việt Nam có đủ những bằng chứng, mà bằng chứng đó là bằng chứng thật chứ không phải là bằng chứng ngụy tạo. Chúng tôi có những bản đồ, có rất nhiều bằng chứng, nhưng mà đây là những bằng chứng có thật. Thì vào năm 1747, những nhà thám hiểm Hòa Lan đó, họ đi thám hiểm biển đó, thì họ có vẽ một cái bản đồ. Và cái bản đồ đó, trong đó xuất hiện hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa là thuộc về của Việt Nam. Là từ năm 1747, là cách đây vào gần 300-400 năm. Đến năm 1776, trong cái cuốn mà phụ biên tạp lục của cụ Lê Quý Đôn đó, thì bộ sách nói này nói rằng là khi một cái vị tham tá, là vị tham tán cơ quan của hai cái tỉnh ngày xưa là gọi là Quảng Bình, Quảng Trị là Thuận Hóa đấy, Quảng Bình về và Thừa Thiên là Thuận Hóa và Quảng Nam, trong đó có nhắc đến là ông có đi kinh lý ở đảo Hoàng Sa, nhưng mà cái đó là sách chứ không có bản đồ. Đến năm 1843, dưới thời nhà Nguyễn và thời vua Minh Mạng, thì trong có một cái bản đồ trong cuốn sách gọi là Đại Nam Túng Nhất Toàn Đồ, có quần đảo và Hoàng Sa và Trường Sa thuộc về Việt Nam. Cũng cùng một thời đó thì Trung Cộng có một bản đồ, nhưng bản đồ họ chỉ ngang đảo Hải Nam mà thôi, chứ không bao giờ có Hoàng Sa và Trường Sa cả. Đến ngày 7 tháng 9 năm 1951, trong một cái cuộc họp ở tại họp quốc tế ở tại San Francisco đó, thì ông lúc đó là ông Trần Văn Hữu là thủ tướng đại diện chính phủ Bảo Đại, đã nói trước hội nghị rằng chúng tôi khẳng định chủ quyền đã có từ lâu đời của chúng tôi là các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa thuộc về Việt Nam. Và cái lời tuyên bố đó, trong 51 nước họp đó không có một nước nào phản đối hoặc là bảo lưu cả, đại khái là không có một nước nào giữ đó, hay là tất cả, nói đúng hơn là tất cả đều được đồng ý. Một cái điều nữa là thời kỳ đệ nhất Cộng Hòa là ngày 13 tháng 7 năm 1961, Tổng thống Ngô Đình Diệm đã ký một sắc lệnh số 174 trên NV để chuyển quyền quần đảo Hoàng Sa thuộc tỉnh Thừa Thiên vào cho tỉnh Quảng Nam và đặt tên của nó là xã Đình Hải thuộc quyền của quần Hòa Vang tỉnh Quảng Nam. Và tất cả những cái này đều còn những cái văn kiện chính cả. Rồi thì ngày 19 tháng 1 năm 1974, đề nghị Việt Nam Cộng Hòa có một trận hải chiến rất lớn, mà tất cả tôi nói đây các quý vị ai cũng biết hết, là Việt Nam Cộng Hòa chống Trung Cộng xâm lược quần đảo Hoàng Sa. Là bởi vì tại sao chúng ta chống, là bởi vì cái đoàn quần đảo Hoàng Sa là của chúng ta mới chống, chứ không phải chúng ta chống làm gì, đúng không ạ? Đấy. Và đó là một cái bằng chứng rất là cụ thể quần đảo Hoàng Sa là của Việt Nam Cộng Hòa. Đồng thời đến ngày 14 tháng 3 năm 1988, Trung Cộng xua quân chiếm cái đảo Gạc Ma mà hiện nay người Việt Nam ai cũng biết cả. Và lúc đó đảo Gạc Ma thuộc dưới thuộc cái sự chiếm giữ của Hải quân Công binh, của Hải quân Quân đội Việt Nam hiện nay, Quân đội Nhân dân Việt Nam đó, của nhà nước Việt Nam hiện nay.
Điều này chứng minh được rằng Trường Sa cũng là một cái đảo của Việt Nam. Thì đó là những cái bằng chứng rất là cụ thể, bằng hình, bằng ảnh, bằng tất cả những chứng sống. Thì chúng ta không có ai không thể nào phủ nhận được, và quốc tế không có ai có thể phủ nhận được quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, một phần lớn của Biển Đông thuộc về Việt Nam. Thưa quý vị là như vậy. Vâng, cảm ơn anh Lê Thành Nhân. Thì thưa anh Lê Thành Nhân, mình đã trưng dẫn những cái bằng chứng mang cái tính thuyết phục rất là cao. Bởi vì nếu như không phải của mình thì không ai có thể đổ xương, đổ máu để gìn giữ cái hai quần đảo đó từ trước năm 1975 và sau năm 1975. Thì dẫn chứng những cái gì mà nó trong cái cận đại, trong cái hiện thực á, nó mang tính thuyết phục. Dẫu vậy, đối với quốc tế thì đối với quốc tế, Việt Nam chúng ta đã có những cái bằng chứng lịch sử cụ thể như vậy. Nhưng tại sao Trung Cộng vẫn ngang ngược vẽ một cái đường lưỡi bò chín đoạn và tuyên bố rằng cái chủ quyền của họ trên cái đường lưỡi bò chín đoạn này ở Biển Đông là thuộc chủ quyền? Vậy thưa anh Lê Thành Nhân, họ căn cứ vào đâu mà họ có những cái công bố ngang ngược như vậy? Họ có thuyết phục được quốc tế công nhận những cái điều họ tuyên bố hay không, thưa anh? Vâng, thưa quý khán thính giả của Channel VNP và thưa anh Phan Thanh Châu, cũng giống như tất cả các bạn như thế này. Trung Cộng có đưa ra những bằng chứng, nhưng những bằng chứng đó là những bằng chứng ngụy biện. Để tôi nói này, là những bằng chứng họ đưa ra này. Họ thứ nhất á, là họ không có gọi hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, mà họ gọi là Tây Sa và Nam Sa. Vì vậy cho nên từ đây trong Trung Cộng đưa ra Tây Sa và Nam Sa đó, thì quý vị cái hiểu đó là quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam. Thứ nhất á, Trung Cộng cho rằng người Tàu là người Hán đó, phát hiện quần đảo Tây Sa và Nam Sa từ thời kỳ Hán Vũ Đế, tức là từ thời kỳ vua Lưu Triệt. Lưu Triệt là vị vua hoàng đế thứ bảy của nhà Hán trước đây. Mà nếu mà chúng ta có xem Tam Quốc Chí đó, thì ông Lưu Bị đó là cái dòng họ cái ông Lưu Triệt này. Đấy. Và chủ quyền của Trung Quốc, rồi sau này con cháu nhà Hán cứ lấy thế làm những cái bằng cớ để viết sách và đồ lui đồ tới, cho rằng cái quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam của Trung Quốc, của Trung Cộng. Thực tế lúc đó chẳng có biết, trên thế giới này chẳng có biết ai ra ai nữa, lúc đó nó còn hoang dã lắm, phải không ạ? Thứ hai, Trung Cộng cho rằng người Hoa để đến các đảo nào khai thác làm ăn từ thời kỳ vua Đường nhà Tống. Để vua Đường, nhà Đường và nhà Tống đó, là vào khoảng năm 1900 đến năm 1000, là thời kỳ Ngô Quyền của chúng ta đó, là người Tàu để sinh sống và làm nghề đánh cá ở trên cái quần đảo Tây Sa và Nam Sa. Và thứ ba nữa là Trung Cộng cho rằng chính quyền các triều đài Trung Cộng để tiến hành quản trị hai quần đảo này. Cái điều này điều rất là sai lầm. Tại sao để tiến hành quản trị thế? Tại sao lại là người lính Việt Nam Cộng Hòa đóng trên đó, và tất cả những người lính cũng giống như tất cả các triều đài của vua chúa chúng ta đóng trên đó, họ không biết. Đấy. Thứ tư nữa là Trung Cộng cho rằng chính phủ và nhân dân Trung Hoa là dân Tàu đó, đã phản đối sự xâm lược của nước ngoài đối với quần đảo Tây Sa và Nam Tha. Thì thử hỏi các đạo từ sau chiến tranh thế giới thứ hai. Và thứ năm nữa là Trung Cộng cho rằng chủ quyền Trung Hoa đối với quần đảo Tây Sa và Nam Sa được quốc tế công nhận. Quốc tế nào công nhận? Đấy, sự công nhận này được thể hiện qua hội nghị quốc tế, qua sách vở và bản đồ các nước đã viết được ngoài quốc tế. Và thứ sáu nữa là gần đây nhất là Trung Cộng dùng cái công hàm Phạm Văn Đồng cái ngày 4 tháng 9 1958 chấp nhận lãnh hải 12 hải lý do Chuông Lai, và dùng cái này giống như luật quốc tế ngày này là gọi là luật quốc tế Estoppel. Estoppel là cái nguyên tắc là anh là cái người trước sau như một, chứ đừng có trước nói sau, trước nói một đường sau nào một nẻo thì là vi phạm luật quốc tế. Thì qua những cái điều trên chúng ta thấy là hoàn toàn là Trung Cộng đưa ra những cái điều rất là ngụy biện và không có bằng chứng cụ thể nào cả, trong khi Việt Nam trưng dựng những bằng chứng cụ thể bằng hình ảnh, bằng tai nghe mắt thấy, nhưng mà Trung Cộng không gì được cả. Nhưng mà họ lý của họ là trên sức mạnh, họ đạp trên tất cả những công lý để họ đi, và họ vẽ cái bản đồ đầu tiên thì vẽ thành gạch, bây giờ thành cái lưỡi bò thiệt và chiếm luôn cái đó, cho đến ngày hôm nay là họ đi ra ngoài quốc tế họ nói cái bản đồ đó là của họ, của Trung Cộng, và những ai mà không có cái bản đồ đó là họ tìm đủ cách này là cách khác để làm khó khăn cho những nước mà không có cái bản đồ đó, và họ dùng cái sức mạnh của họ và dùng tiền mua chuộc đối tất cả những nước khác phải có cái bản đồ Trung Cộng, phải có cái bản đồ lưỡi bò đó. Thì cái vấn đề đó là cái giữa cái sự
đó là cái bằng chứng giữa Việt Nam và giữa Trung Cộng, để cho quý vị nhận thấy rằng là hôm nay chúng ta thấy đâu là thật và đâu là giả. Sở dĩ chúng tôi đưa ra những bằng chứng một cách cụ thể này, để cho quý vị có rất là nhiều bằng chứng, nhưng bằng chứng cách cụ thể này để chúng ta thấy rằng, quý vị thấy rằng Hoàng Sa và Trường Sa là của Việt Nam. Đó là khẳng định, không có nói gì hết. Còn tất cả những bằng chứng của Trung Cộng đưa ra đều là những bằng chứng có tính cách tuyên truyền và tính cách nghĩa là lấy cho nói cho bằng được mà thôi. Vâng, thì đó là tất cả những cái điều mà chúng tôi xin cống hiến với quý vị trong cái bài đầu tiên ngày hôm nay. Vâng, thưa anh, thì rõ ràng là những cái công bố của nhà cầm quyền Cộng sản Trung Cộng không mang tính thuyết phục, không riêng gì đối với người dân Việt Nam, mà tôi nghĩ là cái công bố đó nó là một cái công bố phải nói cái ngôn ngữ bình dân là rất là hàm hồ, công bố lấy được và bất chấp sự phản đối của Việt Nam mình trước đây và hiện nay. Đối với quốc tế thì rõ ràng nó cũng không mang tính thuyết phục. Vậy thì thưa anh, chúng ta biết là vào năm 1974 thì Trung Cộng đã xua quân tấn công quần đảo Hoàng Sa, bởi vì lúc bây giờ thì Trung Cộng thấy rằng là Hoa Kỳ đã rút khỏi Việt Nam và chắc chắn sẽ không can thiệp, họ nắm được cái yếu tố đó. Và trong một cái lần mà tôi có nói chuyện với một người bạn khá thân là anh Hồng ở tù chung ở trại cải tạo Tiên Lãnh ở Quảng Nam, thì anh là một nhân chứng, bởi vì anh bị bắt ở trong cái lần mà Cộng sản Trung Cộng tấn công Hoàng Sa, rồi anh bị sau này thì bị bắt đưa về Trung Cộng và được trao đổi tù binh sau đó. Thì điều này thêm một cái chứng cứ cho thấy rằng là Trung Cộng lợi dụng cái lúc mà Hoa Kỳ bỏ rơi miền Nam Việt Nam, họ tấn công. Trong khi đó Cộng sản Bắc Việt thì họ là đàn em, là đồng minh với Trung Cộng, cho nên họ không có một cái phản ứng nào cả. Đó là một cái sự kiện. Và thêm sau đó là sau năm 1975 đến năm 1988 họ lại xua quân tấn công quần đảo Trường Sa, mà Lê Đức Anh lúc bây giờ là Bộ trưởng Quốc phòng đã ra lệnh cho hải quân của Cộng sản Việt Nam không được nổ súng chống lại. Và thế thì cái hai cái sự kiện từ năm 1974 là đối với là Hoàng Sa, 88 đối với là Trường Sa, thì Trung Cộng đã có cái ý đồ từ rất lâu. Vậy ngoài hai cái sự kiện mà gần như là người dân trong và ngoài nước, đặc biệt là giới trẻ có thể nhìn ra được sự mà phải nói là mang trá của nhà cầm quyền Cộng sản Trung Cộng để chiếm hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa trước năm 75 và sau năm 75. Thế thì thưa anh Lê Thành Nhân, nó còn được một số những cái dữ kiện nào để chứng minh là không phải đến cái thời điểm đó mà từ rất lâu Trung Cộng đã có cái ý đồ làm bá chủ ở Biển Đông? Vậy anh có thể cho biết được cái ý đồ mà xâm lăng Biển Đông, lấn chiếm Biển Đông, lấn chiếm các quần đảo thuộc chủ quyền của quốc gia trên đó nó đã có từ khi nào, để chúng ta có thể cống hiến đến tất cả quý vị và các bạn, đặc biệt là người dân Việt Nam ở trong quốc nội biết được cái thực trạng đó, để chúng ta có một cái nhận định cho nó đúng đắn về cái sự kiện Trung Cộng đã lấn chiếm Biển Đông từ cái đời nào, thưa anh? Vâng, thưa quý khán thính giả của đài của channel VNP, thật ra đó thì đó là những cái sự kiện mình nhìn thấy thôi. Cho thực tế ra là Trung Cộng có ý định chiếm quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa từ khi Mao Trạch Đông nắm chính quyền. Nhưng mà họ khôn lắm. Họ biết được rằng khi đụng tới Biển Đông không phải là đụng tới những nước Việt Nam, rồi đụng tới Malaysia, hay là đụng tới những nước Brunei hay là Philippines. Nhưng mà đụng tới Việt Nam là đụng cả một cái lực lượng quốc tế rất lớn. Cho nên họ phải lừa sức của họ. Lúc nào thì họ làm được những cái gì? Và nếu mình nghiên cứu, nếu mình tìm nhìn sâu vào nữa đó, thì mình thấy rằng đó, lúc họ yếu á, thì họ chỉ nói méng méng thôi. Nhưng mà đến khúc mà họ có đủ đầy đủ lung cánh rồi đó, thì họ bắt đầu họ dương oai dương võ ra. Thế thì chúng ta có thể nói rằng là Trung Cộng chiếm Việt Nam từ 62-63 năm nay.
từ khi Mao Trạch Đông lên nắm chính quyền năm 1949 là chứ không phải là những cái trận đánh từ năm 74 đó, những cái trận đánh lúc nào nó lợi dụng, lúc nào tiền nhất nó làm thôi. Thì chúng ta nhận thấy rằng là nó có 3 giai đoạn. Thì giai đoạn đầu gọi là giai đoạn chuẩn bị xâm lược. Chưa xâm lược gì hết, chuẩn bị mà thôi. Thì cái giai đoạn đó từ cái lúc nào mà họ hành động mà quốc tế không làm gì được cả. Ví dụ như năm 1958, lợi dụng tình nghĩa anh em đồng chí, Mao Chu Ân Lai là dù ông Phạm Văn Đồng ký một cái công hàm, và bây giờ cái công hàm nó trở thành một cái văn bản rất là quan trọng đối với cái công việc xâm lăng của Trung Cộng, là công hàm mình thường hay gọi là công hàm bán nước đó. Rồi năm 1974 nó dí Việt Nam Cộng Hòa, và trong cái thế mà đánh Việt Nam Cộng Hòa đó thì chúng ta không làm được cái gì cả, để chiếm Hoàng Sa. Rồi đến năm 1988 nó cũng lợi dụng lúc đó là cộng sản Việt Nam theo Nga Xô, Liên Xô, nhưng mà lúc đó Liên Xô rút về rồi thì lúc đó yếu lại bắt đầu chiếm cái đảo Đầu Cầu, là gọi là đảo Gạc Ma đó. Như vậy thì từ năm 1958 đến năm 1988 Trung Cộng mất 30 năm để đặt Đầu Cầu xâm lược. Như vậy 30 năm đó là 30 năm Trung Cộng chưa phát triển, còn yếu, vì vậy chúng sợ. Đến cái giai đoạn thứ hai đó thì chúng nó bắt đầu lò cái đuôi nó ra, nhưng mà chưa lò hẳn, lò từ từ thôi. Thì trong cái giai đoạn này đó, ông mới bắt đầu ở tại một cái hội nghị đó, ông bắt đầu ông mới đưa lò cái bản đồ chín đoàn chín gạch hình lưỡi bò đó ra. Thì cái bản đồ đó lò ra lúc nào? Lò ra trong cái lúc á mà lợi dụng là Việt Nam cùng với Indonesia, Việt Nam cùng với Malaysia đưa ra một cái công hàm lên Liên Hiệp Quốc nói rằng là cái miền cái hải lý mở rộng đó, thì tức khắc Trung Cộng đưa một cái tập hồ sơ lên phản đối cái đó, và đồng thời trong tập hồ sơ đó có lót ở một cái bản đồ hình lưỡi bò chín đoạn đó. Thì cái năm đó gọi là năm 2007. Đến năm 2000, đó là năm 2007. Rồi sau đó đó có một cái buổi họp, Trung Cộng trưng dựng ra cái bản đồ chín đoạn đó và cho như thế này: bản đồ chín đoạn nó có từ thời kỳ Đại Hán kìa, cho nên cái luật biển năm 1982, luật biển sau này, vì vậy cho nên đối với Biển Đông, cái luật biển năm 1982 không thể áp dụng được trên Biển Đông. Đó là họ lý luận như vậy. Bởi vì cái bản đồ chín đoạn Hoàng Sa và Trường Sa như tên tôi đã nói, nó có từ đời đại từ đời nhà Hán kìa. Đấy là họ nói như vậy. Và cho đến năm 2010, năm 2011, khi họ trưng dựng cái bản đồ nó ra trong một cái hội nghị Liên Hợp Quốc đó, trong một hội nghị tại châu Á chứ phải Liên Hợp Quốc, thì họ bắt đầu Tập Cận Bình lên để bắt đầu xây đảo, và họ bắt đầu đặt cái cơ sở quân sự trên đó. Như chúng ta đã biết, đến cái giai đoạn xâm lăng trắng trợn và tuyên bố chủ quyền đó, là cái giai đoạn từ năm 2012 cho đến nay là giai đoạn Tập Cận Bình đi lên đó. Thì quý vị thấy năm 2015 là Trung Cộng đã xây hết tất cả những cơ sở đặt súng đặt ống trên đó rồi. Và lúc đó là Trung Cộng qua những cái đạo luật mà gọi rằng là luật biển năm 1982 của Liên Hợp Quốc không ra cái gì cả, không có áp dụng ở Việt Đông, vì vậy cho nên họ mới làm cái trò đó. Đến năm 2018 thì Trung Cộng tuyên bố chủ quyền của những đảo nhân tạo trên đó, và đồng thời xây dựng những căn cứ quân sự trên đó, và đe dọa nền an ninh của Mỹ và tất cả những các nước có thuyền bè đi lại trên Biển Đông. Cho đến Cộng sản dứt biển là năm 2020, lợi dụng thế giới đang lâm vào đại dịch virus Vũ Hán mà Trung Cộng gây ra, thì họ hoàn tất xâm lược Biển Đông bằng cách đề trình một công hàm. Một công hàm có tên là công hàm CML 42-2020 vào tháng 4 năm 2020. Trong nội dung công hàm này, lấy công hàm của Phạm Văn Đồng ký năm 1955 Nga 8 làm cơ sở pháp lý. Và Trung Cộng cho rằng các quần đảo Đông Sa, tức là Bắc Biển Đông, Tây Sa, tức là Hoàng Sa, Trung Sa là những cái hoàng đảo đó, và Nam Sa, tất cả mọi quần đảo mà nó nằm ở trong cái đường lưỡi bò họ đó, thì yêu cầu tất cả các nước nào có thực thể đóng ở trên đó phải rút ra, còn không thì họ sẽ tìm cách họ sẽ tấn công. Đấy, thì đó là cái vấn đề từ 62 năm họ đã hoàn tất trên phương diện, còn ngoài là phương diện nói cho bằng được, phương diện đạp lên trên hết tất cả những cái đạo luật của quốc tế, luật biển năm 1982 cũng giống như là điều kiện lịch sử, cũng giống như là
cái việc thua kiện của tại tòa án là hay, mà khi Philippines thua kiện họ, tất cả những cái đó họ quay không camera gì cả, và họ tuyên bố hiện nay họ đang tuyên bố một cách rất là ngang ngược rằng là tất cả các quốc gia có thực thể ở trên cái đường lưỡi bò chiến đoàn họ nằm trong thì phải rút đi. Đó là hiện nay là cái tình trạng nó đang là như vậy, và tôi nhận thấy rằng là đó là cái giai đoạn gần như cuối cùng, và họ thi hành những cái để họ thi hành sức mạnh của họ trong tương lai nó như thế nào mà thôi. Vâng, thì đó là cái những cái giai đoạn mà họ đã châm lăng nước, họ đã châm lăng tiếng Biển Đông từ không, từ cái tổ tưởng tượng biến thành tranh chấp, từ tranh chấp dùng để biến thành cái chủ quyền của mình. Thì đó là Trung Cộng mà từ quý vị thấy từ năm 1900, từ khi Mao Trạch Đông lên bây giờ, đối với quần đảo Hoàng Sa Trường Sa, từ Trung Cộng nó chiếm hai cái quần đảo và rừng vàng biển bạc đó một cách rất là ít đổ máu. Đó thì đó là cái tình trạng tôi vừa mới trình bày cho quý đồng chí, là nó chia làm ba giai đoạn để mà tấn công và chiếm hai đảo Hoàng Sa Trường Sa của Việt Nam. Vâng, thưa anh Nhân, thì qua cái phần trình bày của anh nó cho thấy được là cái âm mưu của Trung Cộng nó đã có từ rất là lâu, và hiện nay thì họ đã nghĩa là dùng đủ mọi cái, phải nói là mình phải dùng cái từ là dùng những cái phương thức rất là bá đạo để có thể chiếm trọn Biển Đông nha. Vì cái lẽ đó thì cho nên chúng ta trước cái tình trạng như vậy á, thì như chúng ta đã chia sẻ với nhau là người dân Việt Nam, toàn dân Việt Nam thấy được cái quyền lợi của Việt Nam mình ở trên Biển Đông rất là lớn. Bởi vì ở đó như chúng ta đã trình bày từ trước nay, cái nguồn tài nguyên của nó rất vô cùng phong phú. Do vậy chúng ta quan tâm đặc biệt, cho nên một cái vấn đề chúng ta quan tâm đó là với một cái tình trạng Biển Đông như hiện nay thì theo cái những cái gì mà chúng ta thường xuyên mà đó là coi như cập nhật tin tức thì thấy rằng là Trung Cộng đã tuyên bố và đã có những cái phản ứng rất là mạnh mẽ đối với vấn đề tranh chấp Biển Đông. Vậy thì theo anh Nhân là Biển Đông Trung Cộng đã chiếm toàn bộ như họ đã công bố hay là vẫn còn sự tranh chấp ở đó, qua đó để chúng ta biết được là hiện trạng của Biển Đông như thế nào, thưa anh Lê Trình Nhân? Vâng, đây là một cái vấn đề chúng ta chia ra làm hai vế. Thứ nhất á, nếu mà cái tài nguyên ở dưới Biển Đông nuôi sống dân tộc Việt Nam chúng ta bao nhiêu đời sau như thế này, thì một cái bài tới chúng tôi sẽ có cơ hội để trình bày với quý vị về những con số và những cái sự giàu có dưới cái lòng Biển Đông, những cái tài nguyên vô tận dưới Biển Đông như thế nào. Thế thì bây giờ đối với Việt Nam á, và đối với tất cả các nước có tranh chấp ở trong Biển Đông mà Việt Nam là chính, Việt Nam là nhiều nhất, chứ cả mấy nước kia có tí thôi, thì chúng ta nhìn thấy như thế này nè. Những cái nguồn tài nguyên ở dưới đáy biển như dầu hỏa, khí đốt chẳng hạn, Trung Cộng không cho Việt Nam ký kết hiệp đồng với một nước nào để khai thác cả. Điều đó có đúng không ạ? Tất cả quý vị qua tin tức chúng ta biết hết rồi. Thứ hai, tàu đánh cá của Việt Nam đi ra tới ngoài Biển Đông để mà đánh cá thì trước sau cũng thân bại danh liệt mà thôi. Đó là hai cái điều mà chúng ta nhìn thấy rằng đối với Việt Nam và đối với những nước tranh chấp thì hầu như Trung Cộng đã chiếm cái quần đảo biển, đã chiếm cái Biển Đông, để chiếm cái lưỡi bò đó rồi. Thế nhưng mà đối với quốc tế, bởi vì cái Biển Đông nó không phải là riêng của Trung Cộng, bây giờ nó là quốc tế, nó là cái quyền lợi quốc tế, nó là nơi cái đường hàng hải của quốc tế là số một, và tất cả những cái quyền lợi khu vực Đông Nam Á đó đối với quốc tế rất lớn. Cho nên cái chuyện Trung Cộng chiếm cái vùng Biển Đông đó phải là chuyện đơn giản. Do đó đối với các cường quốc Tây Âu, nhất là Mỹ, bắt đầu có những phản ứng rất là mạnh. Thì chúng tôi có thể nói rằng đối với những nước tranh chấp ở Đông Nam Á đó, thì đối với Trung Cộng qua những công việc của họ là đã tạm xong. Nhưng mà đối quốc tế đây là việc mới bắt đầu. Và cái bắt đầu từ năm ngoái cho đến năm nay đó, thì thưa quý vị thấy rằng là chính phủ của Hoa Kỳ dù bất cứ chiếc cờ tổng thống nào cũng phản ứng rất là mạnh trước cái hình ảnh này. Và họ đã tạo những thế đồng minh như là Bộ Tứ Kim Cương, Nhật, Mỹ, Ấn, Úc, Nhật. Và hiện nay có sự hiện diện tất cả tàu chiến của Anh, Pháp và Đức đang ở mặt có mặt ở đó. Như vậy thì chúng ta nhận thấy rằng đối với quốc tế đây là sự bắt đầu.
Và cái tình hình đối với quốc tế coi rằng cái chuyện mà Trung Cộng đưa cái đường lưỡi bò ra biển Đông là chuyện phi pháp, và trong tương lai đó thì cái sự đụng độ này với quốc tế thì người Việt Nam của chúng ta nếu một chính phủ mà không ngoan và vì quyền lợi của dân tộc thì chúng ta biết chúng ta phải hòa mình vào quốc tế để mà cùng với quốc tế đòi lại cái chủ quyền của Việt Nam. Còn nếu mà cứ cái tình trạng mà cứ mỗi lần Trung Cộng nó chiếm thêm một cái đảo nó làm cái gì thì chúng ta nên đưa một cái lời nói gọi là phản ứng lấy lệ là quá như Trường Sa thuộc về lịch sử Việt Nam, ai chả biết Trung Cộng nó chả quay ra cái gì cả. Anh cứ phản đối, anh lên, anh ra cái đứt cái cổ anh đi. Chỉ có cái là đối với Trung Cộng chúng ta phải có những cái biện pháp, nhưng biện pháp đó hầu như nằm ngoài cái tầm tay của người Việt Nam và tất cả những người khác. Thì chúng ta phải lợi dụng cái quốc tế bây giờ đang chống Trung Cộng, chúng ta cần phải làm thế nào để hòa mình vào đó. Tôi hy vọng rằng dân tộc Việt Nam làm được điều đó. Còn chính phủ Việt Nam, chính phủ Cộng sản Việt Nam hiện nay thì tôi thấy rằng là hầu như họ không quan tâm đến vấn đề này, và họ chỉ quan tâm đến vấn đề làm thế nào để giữ được cái quyền lợi của họ mà thôi. Dù những cái đảng này có về tay Trung Cộng, mà Trung Cộng cho họ giữ được cái quyền lợi cầm quyền của họ thì họ vẫn là cúi đầu sẵn sàng làm nô lệ. Đó là những cái suy nghĩ của tôi trong những cái ngày hôm nay và những ngày tới. Thì trong những ngày tới có những cái đề tài về vấn đề Biển Đông, chúng tôi sẽ cống hiến cho quý vị những cái tin tức và những cái chi tiết hơn để chúng ta có một cái nhận xét rất quan trọng. Theo tôi nghĩ rằng cái Biển Đông này có một cái tài nguyên vô cùng phong phú lớn. Chúng ta có hai cái quan trọng là núi Trường Sơn và Biển Đông. Thì Biển Đông này cái tài nguyên gấp trăm lần, trăm ngàn lần cái núi Trường Sơn của chúng ta. Vâng, thì đó là cái chia sẻ của tôi ngày hôm nay đối với câu hỏi của anh Phan Thanh Châu. Vâng, cảm ơn Lê Thành Nhân. Thì Việt Nam chúng ta hay nói là rừng vàng biển bạc, thì cái rừng vàng thì Cộng sản Việt Nam đã khai thác một cách cạn kiệt rồi. Tất cả những núi rừng và họ còn cho thuê dài hạn 50-60 năm ở trên các cái, phải nói là trên các cái vùng cao nguyên và đặc biệt là những cái tỉnh ngoài miền Bắc, thì coi như là cái rừng vàng đã không còn là vàng nữa mà chỉ còn lại trơ một cái đất cùi thôi. Với biển bạc thì bây giờ là coi như Trung Cộng đã khống chế và đang làm mưa làm gió, mà nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam thì vì cái quyền lợi để làm sao nắm được cái thế thống trị cho nên họ bất chấp và họ sẵn sàng nghĩa là coi như câm nín trước cái sự tuyên bố ngang ngược của Cộng sản Việt Nam. Vậy thì trước cái sự kiện mà quốc tế đang trong cái vòng tranh chấp trên Biển Đông, bởi vì Biển Đông là cái tuyến đường hàng hải huyết mạch của nhiều nước mà trong đó có Hoa Kỳ, thì rõ ràng Biển Đông còn là vùng tranh chấp, không phải giống như Trung Cộng đã tuyên bố rằng họ là làm chủ quyền của Biển Đông. Thì qua đó chúng ta có thể trả lời cho toàn thể quý vị và các bạn rằng Biển Đông đối với Trung Cộng thì họ cho rằng họ đã có cái chủ quyền trên đó, nhưng mà đối với quốc tế vẫn còn là sự tranh chấp. Và Việt Nam chúng ta muốn sống còn, muốn sau này lấy lại được quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa thuộc chủ quyền của chúng ta, thì chúng ta phải dựa vào cái thế lực của quốc tế để rồi chúng ta sẽ đạt được những cái điều mong muốn. Cho chúng ta nghĩ rằng nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam họ sẽ vì quyền lợi của đất nước, của dân tộc mà họ đấu tranh, họ chống lại cái sự xâm lấn của Trung Cộng, thì đó là chỉ là cái vấn đề mà người dân mơ giữa ban ngày. Cộng sản chỉ biết quyền lợi và họ không màng cái đến cái tài nguyên, cái sự toàn vẹn lãnh thổ của dân tộc. Cho nên đó là những cái điều mà chúng ta cảm thấy đau lòng trước cái sự cầm quyền của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam. Vâng, thì đó là cái đề tài mà chúng tôi chia sẻ đến quý vị trong ngày hôm nay, và chúng tôi xin hẹn gặp lại quý vị trong những kỳ chia sẻ tới, và xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị.